Chị ơi, bạn Thi nói chào các bạn thế nào? Chào cháu. Chào các bạn thế nào? Cháu xe. Cháu cảnh sát màu gì đó? Màu đỏ. Và xe màu gì nữa? Xe màu trắng. Nào, cho bạn xem. Xe màu trắng này là tên là gì nhỉ? Xe bán gì? Bán tải. Đúng rồi, vậy cho hai các bạn thử lại đây đua nào. Rồi, bài cái xe này đua này. Rồi, một. Đếm đi. Rồi. Let's go. Let's go. Ô, xe trắng xong chạy. Yeah. Yeah, vậy xe nào thắng? Còn nhà này nhà gì đó?